sao lắm. Hà Tiên đây hả? Ông bây giờ đi sang Campuchia kia đấy hả em? Dạ dạ đúng rồi chị. Chị sang chị hôm nay ông muốn đi đổi đời, đời em đi nào. Thế cho chị sang một tí. Mấy mấy nghìn mà làm sang? Check in cái. Và đứng ở cửa chụp ảnh rồi rồi. Sang cửa khẩu luôn. Dạ, đang sợ là bắt cóc thật. Dạ, không có. Chị gắm, không chị gắm. Tiền không mất tiền à? Hôm qua dạ. Chị nói chuyện với chị sang tí. Ông bạn chị ông bảo chị sang sang tí rồi. Đừng có đi ở đây nó bắt là về mất việc cái mình buồn cười vậy. Nói chung là cũng thấy có người đi đến cửa khẩu này xong người ta chụp ảnh rồi. Hình như không cho ô tô, chỉ đi cho bộ phải không em? Dạ đúng rồi chị. À thế để chị. Có hải quan nữa cơ mà. Đây em mới bảo sang được mà. Hình như đúng cái chỗ cửa khẩu chứ không? Có thế không thì chụp ảnh trước cửa khẩu kia chụp ảnh. Nó là không đi được ô tô thì thôi. Cho sang đi. Có ý mình vào mình làm thủ tục. À, đây ở tỉnh Biên. Đây này họ đi chợ đây này, đi qua đi lại. Cái đó là mấy chị ở xuất khẩu vậy biết. Tại vì cái cục mốc là vừa qua cái cửa khẩu đó rồi. À vừa qua cửa khẩu. Dạ. Thì đi đi, đi sang đấy đi. Sang cái qua cái cửa khẩu đấy. Đấy cái chỗ Trung Quốc Việt Nam đấy rồi nè. Thì mình đi thằng Trung Quốc là không được vào đây luôn. Không được vào cửa khẩu. Đây là Campuchia, Trung Quốc không biết. Campuchia không nói em đi bóng cái đây. Chị cứ xì xong nói tiếng Trung Quốc là không tưởng. Cuối cùng chị đi thuyền buôn của bọn bạn ấy.